Việt Nam tiếp tục tung cánh bay bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Sáng 17 tháng 8 năm 2018, Trung đoàn Không quân 937 Sư đoàn 370 đã tổ chức ban bay cán bộ đánh dấu sự kiện cường kích cánh cụp cánh xe Su-22 được tiếp tục hoạt động sau tai nạn xảy ra với chiếc mang số hiệu là 8551. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa hôm 26 tháng 7, một chiếc máy bay cường kích cánh cụp cánh xe Su-22 UM-3K số hiệu là 8551 của Trung đoàn Không quân 921 đã gặp nạn trong khi thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Nghệ An. Vụ tai nạn trên đã khiến cho hai phi công dày dặn kinh nghiệm của Trung đoàn 921 hy sinh. Đây là một tổn thất rất lớn đối với không quân cũng như quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Như một biện pháp đảm bảo an toàn, sau đó các máy bay Su-22 đã được lệnh là tạm ngừng hoạt động để điều tra nguyên nhân tai nạn, rồi mới được cất cánh trở lại. Phải đến ngày 17 tháng 8 2018, báo Phòng không Không quân mới đưa tin về việc Trung đoàn 937 đã thực hiện thành công ban bay cán bộ trên máy bay Su-22M4, đánh dấu sự hoạt động trở lại của Su-22 sau gần một tháng. Đúng 6 giờ 10 phút, chuyến bay trinh sát khí tượng do Thượng tá Lý Hải Lâm, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Trung tá Lê Hồng Phong, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, hạ cánh an toàn xuống sân bay, mở đầu cho ban bay cán bộ của Trung đoàn. Tiếp đó, từ 6 giờ 50 đến 9 giờ 10, các máy bay liên tiếp cất cánh thực hiện nội dung bài bay theo kế hoạch. Do làm tốt công tác chuẩn bị, ban bay đã hoàn thành thắng lợi với 15 lần chuyến, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành công của ban bay cán bộ góp phần củng cố niềm tin, xây dựng tinh thần quyết tâm để cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 937 tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018. Việc cường kích cánh cụp cánh xe Su-22 của Trung đoàn 937, sư đoàn 370 cất cánh trở lại, đồng nghĩa với việc các trung đoàn khác trang bị Su-22 cũng đã hết lệnh đình chỉ bay. Đây là điều rất cần thiết, vì khi Su-22 tạm ngừng hoạt động, thì việc bảo vệ bầu trời phải trông cậy hoàn toàn vào phi đội Su-27 và Su-30, vốn số lượng cũng không đông đảo. Cần lưu ý rằng các máy bay cường kích Su-22 của Việt Nam, ngoài nhiệm vụ cơ bản còn phải đảm nhiệm thêm vai trò tiêm kích phòng không tạm thay thế MiG-21 đã nghỉ hưu. Và trong tương lai không xa, có thể không quân Việt Nam sẽ mua sắm một loại tiêm kích hạng nhẹ thế hệ mới để san sẻ bớt nhiệm vụ quá sức mà Su-22 đang phải thực thi. Tuy nhiên, trong ít nhất là 10 năm nữa, nhưng đôi cánh chiến ma thuật này vẫn tiếp tục giữ vai trò xương sống trong thế hệ của không quân nhân dân Việt Nam. Mặc dù đã trải qua nhiều năm sử dụng, nhưng tất cả máy bay chiến đấu Su-22 của Việt Nam đều được đánh giá vẫn đảm bảo an toàn các yêu cầu kỹ thuật. Ngạc nhiên, Trung Quốc khiêu khích Việt Nam thách thức phân cao thấp lực lượng xe tăng chiến đấu. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin Sina Trung Quốc ngày 3 tháng 1 tiếp tục có bài viết bàn về việc Việt Nam mua sắm xe tăng chiến đấu T-90 của Nga, nhấn mạnh đến khó khăn sử dụng T-90 trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Theo Sina Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia có khí hậu gió mùa nóng ẩm. Trong năm có lượng mưa lớn, độ ẩm cao, Việt Nam có 3/4 diện tích là đồi núi và cao nguyên, chỉ có vùng duyên hải là đồng bằng. Hơn nữa, Việt Nam có địa thế thấp bằng, sông Hồi thì dày đặc, địa hình như vậy hoàn toàn không thích hợp cho việc sử dụng, tập trung lực lượng cơ giới hạng nặng. Vì vậy, quy mô lực lượng thiết giáp của Việt Nam có hạn, nhiệm vụ cũng chủ yếu là chi viện cho bộ binh, trang bị cũng tương đối lạc hậu. Phục vụ đã trên 30 năm, thậm chí là 50 năm trở lên, chẳng hạn như xe tăng T-34. Quân đội Việt Nam cũng ý thức được rằng địa hình của Việt Nam chỉ bất lợi cho việc sử dụng quy mô lớn xe tăng, nhưng sử dụng quy mô nhỏ sẽ không thành vấn đề. Tác chiến xe tăng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Việt Nam bắt đầu tìm cách nhập khẩu xe tăng mới, cuối cùng đã lựa chọn xe tăng T-90 của Nga. Việt Nam đã đặt mua 64 chiếc, nhu cầu thực tế là trên 150 chiếc, thậm chí đến 300 chiếc. Công tác bàn giao dự kiến nhanh nhất là bắt đầu từ năm 2018, nhưng Sina chủ quan cho rằng người Việt Nam đã rất sốt ruột. Trên áp phích của quân đội Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh xe tăng T-90 của Nga. Xe tăng T-90 có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Quân đội Việt Nam luôn lấy trang bị của Nga làm chính. Đương nhiên, lựa chọn trang bị của Nga là tốt. Hơn nữa, tình hình xe tăng T-90 cũng thích hợp hơn với điều kiện địa hình của Việt Nam. Trọng lượng của T-90 tương đối nhẹ, trọng lượng chiến đấu toàn bộ chỉ khoảng 46 tấn. Còn hỏa lực và bọc thép cũng có thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, đặc biệt là trong môi trường tác chiến ở rừng núi, khoảng cách giao chiến hai bên tương đối là gần, phần nhiều dựa vào khả năng phản ứng của binh sĩ chứ không phải là trình độ công nghệ của trang bị. Theo Sina, Việt Nam mua sắm xe tăng T-90 và triển khai ở khu vực miền Bắc thực sự là một vấn đề đáng chú ý. T-90 thuộc quái thú phương Bắc, khu vực băng tuyết không ngại mùa đông lạnh và đồng thời chịu được nhiệt độ thấp. Vậy làm thế nào để thích ứng với môi trường nóng ẩm của Việt Nam? Sina cho rằng thiết kế xe tăng của Nga không tính đến vấn đề môi trường có độ nóng ẩm cao như thế. Trong các xe tăng hiện có trên thế giới, có lẽ chỉ có xe tăng Trung Quốc là đã thiết kế có tính đến môi trường khí hậu nhiệt đới. Khi sử dụng thực tế Ấn Độ, xe tăng chiến đấu T-90 đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng
là nó không chịu nổi nhiệt độ cao. Đến nay, xe tăng T-90 lại đối mặt với độ ẩm cao. Điều gây khó khăn hơn cho Việt Nam là vấn đề kinh phí. Xe tăng T-90 không hề rẻ tiền, đơn giá khoảng 5 triệu đô la. Cho dù Nga dành cho Việt Nam ưu đãi đặc biệt thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. 5 đến 6 năm trước, đơn giá mua sắm của bản thân quân đội Nga cũng ở mức 2 triệu đô la. Lần này Việt Nam còn mua sắm cả thiết bị duy tu bảo dưỡng và linh kiện dự phòng cùng rất nhiều đạn pháo. Rốt cuộc, xe tăng T-90 là phiên bản chưa từng được trang bị ở Việt Nam, sẽ không thể có giá rẻ. Nếu muốn mua sắm 150 xe tăng thì Việt Nam phải chi 700 triệu đô la trở lên. Đối với Nga, hợp đồng như vậy không được coi là hợp đồng lớn, nhưng với Việt Nam thì khác. Trên thực tế, kinh phí mua sắm trang bị của lục quân Việt Nam không nhiều. Nếu không thì Việt Nam hiện đã không còn sử dụng xe tăng T-34 nữa. Sina cho rằng Việt Nam bỏ ra số tiền lớn mua sắm xe tăng chiến đấu T-90 của Nga là điều đáng ngạc nhiên. Sina còn phán rằng nếu phân cao thấp thì quân đội Trung Quốc không sợ. Có thể tích hợp tên lửa Spider SR cho Gepard 3.9. Hỏa lực phòng không của tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hiện gồm có một mô đun tác chiến của hệ thống tên lửa, pháo phòng không Palma bố trí phía trước, hai pháo bắn nhanh AK-630M ở phía sau tàu. Ngoài ra, khi cần thiết thì khẩu AK-176M cũng góp thêm được một làn đạn. Gần đây đã xuất hiện một vài phương án nâng cấp năng lực phòng không cho Gepard, trong đó cách lắp đặt bệ phóng thẳng đứng của tên lửa 9M-317ME tỏ ra thiếu tính khả thi vì phải thiết kế lại hoàn toàn kết cấu, cho nên nó chỉ thích hợp cho cặp đóng mới tiếp theo nếu được ký hợp đồng. Ngoài ra còn có đề nghị hãy thay thế module Palma bằng Panzer-M. Bên cạnh hai giải pháp trên, còn một cách làm nữa mà Việt Nam cũng có thể tham khảo, đó là đi theo xu hướng phổ biến trên thế giới hiện nay là đưa tên lửa không đối không lên hạm tàu. Cụ thể trong trường hợp này thì hãy tích hợp đạn Python 5 cùng JB thuộc tổ hợp Spider SR cho Gepard 3.9. Phương án này được tham khảo từ kinh nghiệm của Hải quân Đài Loan. Họ đã trang bị cho khinh hạm tàng hình lớp Canding của mình các tên lửa không đối không Sidewinder thuộc tổ hợp phòng không Chaparral trên mặt đất và hô biến chúng thành Chaparral. Tên lửa Sidewinder sử dụng đầu do hồng ngoại thụ động, nhưng nó vẫn được tích hợp vào mạng lưới kiểm soát hỏa lực chung của tàu. Khi bắt được mục tiêu thì sĩ quan điều khiển sẽ ra lệnh phóng, đưa tên lửa tới cự ly và góc tiếp cận lý tưởng để đầu tư dẫn phát huy hiệu quả tối đa. Trong trường hợp muốn đưa Spider SR lên Gepard 3.9 để thay thế module Palma, nó sẽ yêu cầu bổ sung cả radar trinh sát điều khiển hỏa lực ELM-2106 cùng với trạm khí tài quang điện tử vẫn được gắn trên xe bệ phóng nhằm hỗ trợ đầy đủ cho tên lửa Python 5 và Debi. Hai thiết bị trên do có kích thước rất nhỏ gọn mà hoàn toàn đủ khả năng đưa lên nóc cabin chỉ huy. Lúc này, radar kiểm soát hỏa lực MR123 Vimpen sẽ yêu cầu đẩy dịch sang bên và nối lại các đường dây cáp điện, cáp điều khiển. Mô đun tác chiến của hệ thống Palma với 8 tên lửa Sosna-R cùng 2 khẩu pháo AO-18KD có trọng lượng lên tới gần 7 tấn. Vì vậy bây giờ khi lắp cụm ống phóng cùng 4 tên lửa có cân nặng chỉ hơn 100kg sẽ không gây ảnh hưởng gì tới kết cấu tổng thể. Nếu đưa đầy đủ các thành phần của Spider SR lên tàu thì hệ thống này có thể làm việc một cách độc lập như khi triển khai trên mặt đất. Tuy nhiên vẫn cần kết nối nó vào mạng lưới tác chiến chung để phối hợp hiệu quả cùng các loại vũ khí khác. Bài toán quan trọng nữa cần phải giải là điều chỉnh tham số đầu vào để radar hỏa lực nhận bắn được tên lửa khi tàu đang chạy. Việc làm trên đã đơn giản hóa đi rất nhiều khi cả hai loại đạn đánh chặn đều có chức năng khóa mục tiêu sau khi phóng, cho nên radar không cần thiết phải dẫn với độ chính xác tuyệt đối như đạn điều khiển bằng laser kiểu Sosna-R. Đưa Spider SR lên chiến hạm là cách làm chưa từng có tiền lệ trên thế giới, nhưng nếu thành công thì Gepard 3.9 sẽ có tầm phòng không xa gấp đôi so với hiện nay. Vì vậy phương án này cũng nên cân nhắc để nghiên cứu triển khai nếu điều kiện thích hợp. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.